năm món quà độc đáo khiến sếp Nam phải ngất ngây. Chọn quà tặng sếp là một thói quen thân thuộc với những ai đang làm công việc văn phòng. Tuy nhiên, nếu như không khéo léo thì nó có thể mang đến kết quả không đúng như mong muốn của người tặng. Hãy cùng Ambe tìm hiểu top 5 món quà độc khiến sếp Nam phải ngất ngây qua video này nhé. 1. Phụ kiện đồ gia. Tặng đồng hồ đắt tiền thì ai cũng đã từng nghĩ đến hoặc đã từng tặng, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến một chiếc dây da mới cho đồng hồ? Bạn đã bao giờ nghĩ tới một chiếc bao da laptop, điện thoại? Hãy quan tâm tới sở thích nhỏ này của sếp để chọn được một phụ kiện gia ưng ý. Bạn có thể đặt làm ở các tiệm đồ gia chuyên nghiệp theo đúng thẩm mỹ của sếp để nó trở nên độc nhất và thật đặc biệt. 2. Phụ kiện chơi golf. Sau những giờ bộn bề công việc, những lần học căng thẳng là thời gian thư giãn trên sân golf cùng bạn bè. Mỗi lần là một trải nghiệm tuyệt vời của sếp, vậy nên hãy để trải nghiệm đó trở nên tuyệt vời hơn nữa. Nếu bạn không dư giả tài chính, chỉ cần chọn đúng món đồ nằm trong sở thích của sếp, không cần quá đắt đỏ hay phô trương. 3. Bật lửa. Nghe khá mới nhỉ, nhưng nó rất thú vị và đặc biệt với sếp của bạn. Hãy khoan nghĩ phải hút thuốc mới dùng bật lửa nhé. Có rất nhiều người không hút thuốc nhưng có một bộ sưu tập bật lửa khổng lồ. Hãy quan tâm nhiều hơn nữa tới sở thích đặc biệt này. Bạn thật tuyệt vời. Hãy chọn chiếc bật lửa đẹp để làm quà tặng sếp Nam bạn nhé. 4. Phụ kiện xì gà. Sếp của bạn có rất nhiều sở thích nhưng đa phần sẽ thiên về sự trải nghiệm, cảm nhận và suy ngẫm nhiều hơn. Hút xì gà là một sự trải nghiệm, một sự khám phá, thư giãn và suy ngẫm. Những món đồ xì gà thường mang lại cảm giác dễ chịu, thích thú và cả sự tiện dụng của chúng. Phụ kiện xì gà ngày nay vô cùng phong phú, độc đáo và giá thành phù hợp với nhiều đối tượng. 5. Đồ dùng nhỏ. Ambe xin gợi ý bạn những đồ quen thuộc và sếp của bạn chắc chắn hay mang bên mình như móc treo chìa khóa xe, bút ký. Đây chắc hẳn sẽ là những món quà độc lạ đấy nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.